Yeah. Kính thưa quý vị, Hoài Đức Bơ cảm thấy rất hạnh phúc khi mỗi chủ nhật hàng tuần vào khung giờ rất quen thuộc 17:50 chúng ta lại gặp nhau trên HTV7 để có thể thưởng thức rất nhiều món ăn ngon cùng với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, và hãy sẵn sàng cùng với chúng tôi đón chào một trong những anh chàng diễn viên nè, MC nè, ca sĩ nè. Wow, rất là đa tài, không biết là ảnh ăn gì mà ảnh đẹp trai quá chừng luôn. Đó chính là nghệ sĩ Trương Quốc Bảo. Chào Bảo. Trời ơi, phong độ quá. Điển trai quá. Quá sao? Buồn. Điển trai mà sao buồn vậy? Quá hụt hẫng. Ủa, anh đón tiếp anh nồng hậu lắm mà. Lời đầu tiên thì cho phép Quốc Bảo xin được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến với tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ạ. Xuất sắc, đúng một kinh nghiệm làm MC đám cưới bao nhiêu năm. Đúng một kinh nghiệm làm MC đám cưới bao nhiêu năm. Anh biết sao ai thì anh buồn không? Ủa dạ, đau vậy. Thứ nhất là do giọng nói của anh, mà khi bước ra đây nhìn thấy mặt anh em không vui lắm. Tại vì em đã chuẩn bị tinh thần để đến đây thưởng thức những cái món ăn rất là ngon cùng với người đẹp Hà Thu. Nhưng mà dạ em sai mọi bề. Dạ sao á, đi lộn lịch hay sao á, sao chương trình không xếp em vô cái hả? Phải lộn lịch sao ạ? Mà anh cố ý nói nhẹ Hà Thu. Thu ơi, bảo là anh em tốt của anh biết bao nhiêu năm á, thường anh phải làm chương trình với những ai anh thân quen á. Nhưng mà anh em mình gặp nhau hoài bị ngán anh không ngán em. Ủa, hóa ra em ngán anh hả? Tại vì đó thì như em nói đó, lâu lâu em cần một cái làn gió mới. Nhưng mà thôi, hôm nay anh em chúng ta cũng lâu lắm rồi mới gặp ha. Thay mặt Hà Thu cảm ơn em nhiều nha, tình cảm đặc biệt của em dành cho Hà Thu. Dạ, hôm nay cũng vui. Quan trọng á không phải là chỗ Hà Thu hay là Hoàng Rapper. Dạ. Quan trọng là hai bạn gái ngày hôm nay vượt biết bao nhiêu sóng gió để đến đây nấu ăn cho em ăn đó. Vậy là ngày hôm nay có hai cô gái nữa. Rất dễ thương, đáng yêu và trẻ tuổi. Và chắc chắn là nấu ăn rất ngon hả? Chính xác, vào phòng khách thôi. Ok, để coi nha. Mấy khi anh em mình mới được gặp nhau, thường là đi làm với nhau, gặp nhau chào một cái rồi lại tiếp tục cái công việc. Ngày hôm nay là thoải mái tinh thần để chia sẻ nhiều hơn nha. Rất là ít khi có cái cơ hội mà ngồi trò chuyện với nhau và đặc biệt là thưởng thức với nhau những cái món ăn ngon. Yeah. Không biết gu ăn uống của em sao? Dễ chịu không? Gu của em mặn. Thứ nhất là em có thói quen ăn mặn, hơi mặn chút xíu so với mọi người từ nhỏ. Và bên cạnh đó là em rất là thích những món ăn nào, đặc biệt là cái cách chế biến có nhiều gia vị. Vậy hả? Em thích càng nhiều gia vị em càng thích. Cái khẩu vị em cũng khá đa dạng phong phú quá ha, đặc biệt là mặn. Như vậy thì mình hãy đặt hàng đi. Mình ghi ra mỗi món vào một tờ giấy. Hai món, hai tờ giấy. Ngày hôm nay em sẽ được thưởng thức hai món ăn nha. Xong, úp xuống. Rồi, lát nữa mình bật mí sao. Và bây giờ xin mời Trương Quốc Bảo hãy đón chào sự xuất hiện rất mặn mà, đậm đà của hai cô nàng ngày hôm nay tham gia chương trình. Đó chính là Ngọc Linh và Ngọc Quyên. Đây, wow. Nàng đầu tiên và nàng thứ hai. Xin chào hai nàng. Xin mời hai bạn rồi. Xin chào em. Trời ơi, dễ thương đáng yêu. Chào anh. Chào em. Chào anh. Dạ, được rồi. Thái độ kỳ vậy. Dạ. Dạ em chào. Dạ em, được rồi. Thấy mặn rồi nha, Mới đầu làm thấy mặn rồi đó. Không những mặn mà còn mềm mại nữa. Ôi, đôi tay của hai bạn rất là mềm. Đúng, cái này là em phải công nhận nha. Đúng không? Đôi tay của hai bạn rất là mềm. Vậy thì không biết làm bếp sao đây? Sao biết nấu ăn, biết làm mấy cái việc nặng nhọc ở nhà đúng không nào? Bạn giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ, xin chào mọi người, xin chào anh. Em tên là Ngọc Linh. Hiện tại thì em đang làm mẫu ảnh và diễn viên. Trẻ mà là tự đi làm rồi đó. Dạ. Nấu ăn sao cưng, sao tay mềm dữ vậy? Em tự tin là mình nấu ăn rất là ngon. Tự tin rồi, anh yên tâm, anh tin em, đẹp mà. Rồi, còn mời em, cô gái bên cạnh tôi. Em chào hai anh, em tên là Ngọc Quyên. Hiện tại em đang làm tự do. Em 22 tuổi. Làm gì tự do? Cái ngành của mình là ngành gì ấy em? Mình nấu ăn tự do. Dạ, nấu ăn tự do. Nói chung là bất cứ một công việc nào mình cảm thấy phù hợp là em sẽ làm. Dạ đúng ạ. Dạ, đây là Ngọc Linh, đây là Ngọc Quyên. Ngọc Quyên bàn tay cũng rất là đẹp nè. Nhưng mà hình như là hai bạn đều lót là chữ Ngọc hết, không biết là hai bạn có phải là chị em không? Chị em luôn ạ. Trời đất ơi, tôi đâu có biết cái vụ này trời. Nhìn giống giống nhau phải không? Công nhận em có kinh nghiệm nhìn phụ nữ. Đoán xem ai chị ai em cưng. Chắc là đây là chị. Dạ, đúng không ta? Dạ đúng rồi. Chính xác. Ngày hôm nay hai chị em sẽ trở thành đối thủ của nhau nha. Chơi một cách thật là công tâm nha. Rồi, bây giờ thì xin mời các bạn bắt đầu cầm bảng lên để mình chơi trò chơi. Lật ra ba ô số thể hiện ba cái điều bí mật về gu thẩm mỹ cũng như là ăn uống của bạn Trương Quốc Bảo nha. Bây giờ sẽ là đề bài đầu tiên. Bánh pía thường được nhiều người gọi với cái tên dân giả nào ta? Bánh pía về Sóc Trăng thì thôi. Đúng rồi. Ngon dễ ngọt. Nha. Nghĩ đơn giản thôi. Ba chữ. Tôi biết nè. 3, 2, 1. Ba chữ. Và xin mời đáp án. Và đây là đáp án. Chính xác. Bánh lột da. Yeah. Chúc mừng Quyên. Yeah. Không phải chị.
chị sinh ra trước, chị có tìm hiểu trước, có kinh nghiệm hơn mấy năm. Đúng em rồi. À. Dạ. Hồi nhỏ là đi học á là bạn bè trong trường hay ăn bánh bía mà ngồi cái bóc từng lớp á. Nó mới gọi là bánh lột da. Dạ đúng rồi. Dạ, thì da là vậy. Rồi. Bánh bía thường được nhiều người gọi dân dã là bánh lột da do nét đặc trưng của lớp vỏ bánh bọc lấy nhân bánh bằng kỹ thuật chế biến công phu, người ta mới làm ra vỏ bánh bía gồm rất nhiều lớp bột mỏng, mềm mịn, tróc đều và xếp chồng lên nhau có thể lột ra từng lớp rất dễ dàng. Chúc mừng Nguyên, 1-0 rồi. Hay quá. Bây giờ 3 ô số, em chọn ô số mấy nào? Dạ em chọn số 1 ạ. Xin mời bí mật đằng sau ô số 1. Lần đầu cũng là lần cuối. Ủa là sao ta? Cái sự ám ảnh đối với một cái món ăn anh à. Một ngày nọ, bà được mời đi ăn buffet. Buffet. Buffet ở một trong những khách sạn phải nói là sang trọng, quý phái nhất của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Rồi, okay. Chúng ta có những cái món như là tôm hùm, cua Alaska. Mình kể thẳng là cái món đó được không? Cua hoàng đế, ăn rất nhiều món. Nhưng mà đây là một trong những lần đầu tiên mà mình thấy là ở đây có một cái set format. Format đến từ Pháp à. Wow. Rất là Tây, rất là sang phải không ạ? Tại vì cuộc đời mình từ nhỏ giờ em rất là thích ăn những cái món béo với lại coi Tom and Jerry á. Có những cái miếng format tam giác cắt rồi mình lỗ nhìn hấp dẫn quá. Lần đầu tiên thấy ngoài đời anh. Bập liền mê. Trời ơi. Trời ơi, Tom and Jerry thôi. Mình phải thưởng thức cái món này cho phim một hình là mấy bạn ăn ngon lắm nè. Quốc Liên. Một cái set khoảng 7 đến 8 loại format khác nhau. Rồi. Em lấy mỗi thứ miếng mang về. Trời ơi, bách hóa tổng hợp. Mềm. Bở. Giống như chao á mọi người. Trời ơi. Giống như chao á mọi người. Trời ơi. Tưởng tượng nha. Rồi. Quết miếng vô, ngậm vô. Ừ. Rồi, rợ người luôn. Bị nổi da gà liền. Trời ơi, rợ người. Cái mùi nó ghê lắm. Tại vì mình không biết ăn nên mình không có cảm nhận được cái sự ngon của nó. Và bây giờ anh sợ luôn, không bao giờ ăn lại món đó. Cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi thứ hai nha. Cùng nhau trả lời. Đây sẽ là câu hỏi mà chúng ta lựa chọn A, B hoặc C. Rất đơn giản. Cá mương cuốn bánh tráng là đặc sản ở đâu? A. Ninh Bình, B. Kiên Giang và C. Phú Yên. Trả lời đi ạ. A, B, C. Món này lạ nha. Ninh Bình. Món này em cũng chưa nghe. Kiên Giang và C. Phú Yên. 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Bạn Nguyên thì chọn là B, đó chính là Kiên Giang. Linh thì chọn là Phú Yên là C. Dạ, chúc mừng em của em thì chính xác hơn. C mới là đáp án chính xác. Nếu du khách có dịp đến với vùng đất hoa vàng cỏ xanh, bạn không thể bỏ qua đặc sản cá mương cuốn bánh tráng. Cá mương sống phổ biến ở đoạn sông Ngân Sơn, cá được chiên giòn, cuộn rau với bánh tráng, chấm cùng với nước mắm mặn. Nhắc đẳng quá. Rồi, bây giờ Linh nè, em chọn đi, ô số mấy? Em chọn số 3. Rồi, số 3, xin mời số 3. Càng khó càng thích nha. Đó, loại này hơi hướng tình yêu nha. Lại là một tính từ nữa thể hiện cái gu rất mặn của Quốc Bảo. Nói gì thôi chứ giống như trong cuộc sống của Bảo cũng vậy. Bảo thích rất là nhiều những cái thử thách. Chinh phục nó. Thích chinh phục, nhiều thử thách, ăn cũng vậy nữa. Khi mà mình chinh phục được món ăn á, xưa nha, mắm sống, mắm cá linh này kia nhiều người ta không ăn mắm sống được thì người ta cảm thấy cái mùi nó rất là nặng. Sợ ơi sợ luôn. Và Bảo cũng vậy, không dám thử. Nhưng mà tự nhiên cái mình cố gắng mình vượt qua cái giới hạn á, mình ăn thử. Và tự nhiên mình ăn được cái mình bị ghiền. Những cái món khó ăn thật sự nha. Nếu mà mình đã không biết ăn thì thôi là mình rất là sợ. Còn nếu mà mình đã biết ăn á thì cái sự khó ăn đó nó thật sự nó kích thích cái khẩu vị của mình. Và mình muốn ăn hoài và nó rất là hấp dẫn. Như vậy là wow, tỷ số đây là 1-1, hai chị em cân tài ha. Hay. Và bây giờ chúng ta phải bước vào trò chơi thứ 3 để xem ai giành quyền ưu thế nhất. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là trận đấu cuối cùng tại vòng 1 này để giúp cho hai chị em xem ai được nhiều ưu thế hơn nhé. Rất là đơn giản, trong vòng 2 phút hãy cố gắng dùng chiếc ly này để ghi điểm. Với động tác này mình để cái rìa của cái ly nó hơi ra ngoài cái mép bàn một tí, dùng lực của ngón tay. Mình đó, mạnh rất quá. Là đơn giản, rất em mới mạnh. Nói đơn giản, em thấy cái trò này nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu nha. Rồi, em gần được đó. Luật chơi có nghĩa là cái ly phải nằm gọn trong cái ô. Lỡ như mà chạm vào vạch thì lát nữa nếu như có trường hợp hòa thì chúng tôi sẽ tính theo cái diện tích tiếp xúc với vạch này có nhiều hay ít. Ai ít nhất thì người đó thắng. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Trời ơi, mình canh lại lượt rồi, đi lượm liền. Nhanh lên. Mình tăng trời lên. Trời ơi, đúng là tiểu thư đại cán mà. Lấy làm lại. Cố gắng lên. Đáng lên. Hai chị em ráng lên. Một phút đã trôi qua, còn một phút nữa. Nhưng mà thời gian vẫn còn, nhưng mà tôi còn một ly. Đúng rồi. Có một lần đứng được rồi. Bạn Nguyên đang có được một lần đứng ly rồi. Linh giỏi. Tính đúng không? Tính luôn. Có luôn. Nhưng mà diện tích tiếp xúc của Linh là khá ít ha. Và trời ơi, một hai lần nữa nè, hết giờ rồi. Bốn,
3 2 Trúng cái ly ạ. 1 3 Hết giờ. Giỏi, hai chị em chơi là khá tốt ha. Ít nhất là được một lần đứng lên nha. Mỗi người được một lần đứng. Và bên cạnh đó là hai bạn đều chạm vào cái vạch màu vàng. Và dường như là diện tích chạm vạch nó tương đồng với nhau luôn. Yeah. Nên thôi bây giờ chị em tự thương lượng nhau đi. Ai nhường ai nè. Coi như là vòng tay đưa ra phán quyết đó. Tụi em tìm tầm nha. À vậy là cũng công bằng. Quánh tù xì. Em ra cái bao, chị ra cái búa nha. Bé. Ủa, chị bé nhỏ mà khôn ha. Ờ được á. Rồi giờ em ra bao, chị ra cái búa nha. Bao, chị ra cái búa nha. Yeah. Ủa vậy luôn em hả? Em tưởng nó giỡn. Em ơi, tưởng giỡn. Nói chung là em đó, em thắng đó. Chúc mừng em. Yeah. Dạ hắn. Dạ, ừ, dạ vui. Làm chị mà phải nhường em thôi. Chúc mừng Ngọc Linh nha. Em đã giành chiến thắng tại vòng này và rất nhiều quyền ưu thế đang chờ đợi em. Xin mời chúng ta trở về phòng khách. Chúc mừng Ngọc Linh, em đã có đặc quyền để lật ra ô số cuối cùng. Ô số 2, xin mời. Từ từ, có nhiều điều thú vị lắm. Đầu tiên, điều thú vị đó chính là một cái huy hiệu thần bếp. Chúc mừng em có thể sử dụng huy hiệu thần bếp này bất cứ lúc nào. Là cái đặc quyền có thể xóa bỏ cái mức khó khăn tại gian bếp. Wow. Lát nữa anh sẽ tiết lộ nha. Nhưng mà thú vị quá, ăn tươi nuốt sống mà. Đây là một cái cụm từ nó liên quan đến ẩm thực thôi, sở thích ăn uống của em. Tại vì nói thiệt với hai bạn luôn là Bảo rất là mê ăn đồ sống. Sushi. Tín đồ của đồ sống luôn. Sushi, sashimi, các loại cá sống nè, tôm sống nè, hàu sống, nói chung là rất thích ăn đồ sống. Hôm nay nói thiệt luôn là sống. Xin chương trình là lên đây cho ăn mấy cái món sống sống ngọ ngoại như là đuông dừa, nước mắm các kiểu á mà. Thì giờ hai món này không biết là món gì, có thể là khỏi cần nấu em. Em để sống hết cho anh. Vậy anh ăn tôm sống nha. Em không chế biến gì hết, anh ăn nguyên con đúng luôn. Đúng rồi. Thì tôm sống rất là ngon, nhưng mà quan trọng là phải chấm với cái gì, nước sốt sao mà nữa. Mà nó có đảm bảo cho sức khỏe mình hay không. Đúng dạ. Rồi. Cảm ơn Bảo đã tiết lộ ra một cái gu khác nữa. Mà không biết là hai món này như thế nào đây. Đặc quyền tiếp theo của em đó chính là lựa chọn một trong hai món này. Xin mời Bảo. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, tôi vừa mới chia sẻ là tôi thích ăn đồ sống và trong đây có một món sống. Hấp dẫn. Món nào? Đầu tiên là món. Đây là món chính, bò lúc lắc. Không thể nào sống được. Món còn lại. Tôm sốt Thái. À, sốt Thái thì cũng phải chế biến, phải nấu, phải nướng, phải xào. Dạ, làm dạ. Chính quá em, tôm thì nó sẽ khô đấy. Em chọn đi, em làm bò lúc lắc hay em làm tôm sốt Thái? Em làm tôm sốt Thái. Ô, tại sao vậy? Tại vì anh đó thích ăn đồ sống nên em sẽ làm sống cho anh ăn. Ok. Ok, cưng quá. Thái đúng không? Rồi. Dạ rồi, chúc mừng em, tôm sốt Thái. Còn cái này là thuộc về? Chắc chắn rồi, thuộc rồi. Về Nguyên. Bò lúc lắc em. Nghe cũng đơn giản Nguyên ha. Đúng nha, đây là một cái món phải nói rất là cơ bản, rất là quen thuộc luôn. Nhưng mà hơn nhau cái chỗ chế biến. Dạ. Rồi, chúc mừng hai bạn. Đặc quyền nữa, trời ơi, nhiều đặc quyền quá em ơi. Em chọn bếp đi, theo hướng nhìn của khán giả. Bếp bên trái là bếp bên này, bếp bên phải là bếp bên này. Em chọn trái hay phải? Em chọn bếp cuối cùng. Là xa nhất đúng không? Dạ đúng là rồi. Bên phải, chúc mừng em. Như vậy bên trái sẽ thuộc về Ngọc Quyên là chị của em. Và bây giờ hãy sẵn sàng bước vào gian bếp của chúng tôi. Chờ đón xem điều bất ngờ nào đang chờ đợi hai người đẹp. Xin mời. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Hãy sẵn sàng cùng với Trung Quốc Bảo và hai bạn fan nữ rất là dễ thương để chế biến thức ăn cho anh ấy. Nhưng mà quan trọng là cái địa hình nó hiểm trở quá. Bên Ngọc Quyên nè, thấy không? Một cây cầu dừa. À không, cái cầu sắt này giống như là cầu bập bên vậy đó anh. Đó, chính xác. Bạn muốn di chuyển đến khu vực lavabo đằng kia là mình phải đi qua cầu. Chứ mình không có được đi ở dưới đất nha. Còn bên đây, hồi ôi, cái điều kiện hồi nãy mà có nói và chia sẻ và đúng với luật là cũng phải trưng bày ra. Ngọc Linh, bạn có được cái huy hiệu thần bếp. Dạ, bạn đúng có rồi. Muốn sử dụng ngay lúc này hay là lát nữa xài? Ok, vậy em sẽ tháo cái này ra. Rồi, tháo là tự tin đúng không? Dạ, đúng vậy. Ok, rồi, ok, rất mạnh là bảo đảm nha. Rồi, giải thoát cho em. Chúc mừng em, như vậy là em đã vận dụng được cái quyền năng đó của mình. Nhưng mà lưu ý, huy hiệu thần bếp sẽ không còn tác dụng nữa ngay từ bây giờ. Hãy sẵn sàng với món tôm sốt Thái cùng với món bò lúc lắc. Nhưng mà quan trọng là chúng ta chưa được quyền sử dụng hết những nguyên liệu này. Trên mỗi nguyên liệu chính và phụ đều có những cái thử thách nhỏ dành cho Trương Quốc Bảo. Bạn phải hoàn thành những thử thách này thì mấy bạn đó mới sử dụng nguyên liệu được. Người ta nấu nướng mệt rồi mà còn bắt chơi thử thách nữa thì sức đâu mà nấu. Ủa, ví dụ là coi như là em chơi thua cái là em không đủ nguyên liệu, là món ăn của em nó không có tròn vị. Không liền, là em chịu trách nhiệm về điều đó. Ok, anh sẽ chịu trách nhiệm với cả hai em rồi. Ở trong cái gian bếp này nha. Rồi, giờ thử thách là gì anh? Dạ, mình về phòng khách đi, rồi mình sẽ nghe thử thách. Rồi, mời hai bạn. Cố lên. Yeah. Cố lên nha, anh đói bụng rồi đó.
anh Bảo ơi. À, anh nghe nè, anh nghe nè. Bây giờ em đang cần tôm á, bây giờ anh thực hiện thử thách là dùng một đôi đũa dài để gấp được 5 quả trứng cút, đi chân không trên đoạn ván trơn trượt từ phòng khách mang đến bếp của người chơi. What? Lấy đũa mà gấp trứng cút. Vâng, vâng. Vì sự nghiệp ăn uống. Vâng. Vì hai đứa em của tôi đang đứng trong gian bếp rất là nóng nực. Anh sẽ cố gắng mỗi lượt mình gấp trái anh hả? Dạ, giờ nội công em thâm hậu lúc 10 trái cũng được. Ok. Vô. Trời ơi, gấp trứng cút mà gấp bằng đũa cả nè trời. Thôi một trái trước đi cho anh quen được đi. Trứng nha. À dạ, cái thảm này nó không bị trứng không? Không thốn nè. Thốn thốn mà thôi. Trời ơi. Anh giúp em. Đừng cái đụng em. Đừng cái đụng em. Anh giúp em. Đẩy. Đẩy nhẹ thôi. Ừ, anh giúp em, anh giúp em. Ủa sao kỳ, sao nó xoay vòng vòng vậy? Anh đẩy. Ok, đẩy rồi đó. Rồi, rướng người đi. Ok. Ok. Trời ơi, em uyển chuyển. Kéo em về cái. Như một vũ công. Quá dữ, em còn hơn Michael Jackson nữa đó. Vâng. Rồi, ok. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cẩn thận. Ây da, cái này gì nó thốn nè. Đó, cái nước rửa chén này làm cái bà lòng bàn chân mình nó mềm ra, mà da nó mềm, mà bước vô thảm gai nữa. Thiệt tình luôn á. Ghét ghê luôn á. Quá thông minh luôn. Ráng bảo. Trứng cốt. Sao tự nhiên trái này nó lì quá vậy? Rồi. Hôm nay bước dài ra. Rồi. Ráng bảo. Đâu đi ngược kiểu của Michael coi. Ôi, trứng cút ngược rồi. Đáng bảo. Nó lăn ngoài cái trái rồi. Có chừng, đừng có đạp trứng cút anh Bảo. Đạp chân mẹ chân á. Sao cái trái này nó... Chắc anh phải giúp em thôi. Đáng bảo. Nãy giờ chơi giỡn rồi, bây giờ mới chơi nè mọi người. Em ta như tay với chân chỉ là em nâng. Chỉ em ta như tay với chân chỉ là em nâng. Hai ta dắt tay nhau. Nãy giờ chơi giỡn rồi, bây giờ mới chơi nè mọi người. Hai ta dắt tay nhau. Hey, ôi mọi người, cái gì vậy? Anh kêu là anh cứu em mà. Anh xin lỗi. Anh kêu anh giúp em mà. Anh giúp như cái giúp này không tác dụng. Liên tục. Cái quần ngồi trời chơi. Trời ơi giờ. Cái quần duy nhất đi về. Giúp nữa không? Cần rồi, cái đồ chơi của đại em nữa. Anh nhìn kìa, hai trái trứng của em kìa. Mọi người đừng quan tâm tới em. Để mất công lũ thừa nữa. Tôi giúp mà, tôi giúp người, giúp đời mà. Trời ơi, cái này nó... Hai trứng rồi. Xịt thôi, xịt cái gì mà dày dữ vậy nè. Trời ghê thiệt, cao thủ. Lần này thì không phải là hai trứng nữa mà là ba trứng mọi người. Một tay nha mọi người. Một tay hả? Một tay. Gấp mà, ai gấp hai tay. Chơi ai chơi lại. Rồi giờ bắt đầu là rất là thuần thục rồi với cái tấm thảm trơn trượt này. Không có gì là vấn đề cả mọi người. Khi mà mình đã tỉnh táo, khi mà mình đã tập trung rồi. Ráng lên. Đừng chạm vào cuộc đời em nữa anh à. Không chơi nữa. Cái này là em vui vẻ quá à. Được rồi. Dễ thương thôi. Bảo vừa qua thử thách. Cảm ơn Bảo. Cảm ơn mọi người. Ước quần người. Chúc mừng em. Mình sử dụng nguyên liệu đi à. Rồi. Thôi để vậy luôn đi. Anh Bảo ơi, bây giờ em đang cần tìm nguyên liệu thịt bò. Hả? Nguyên liệu thịt bò à? Cái gì thịt bò ra chợ mua đi mệt quá. Thịt bò rồi nè. Chờ anh em đập đi. Bây giờ anh hãy giúp em thực hiện thử thách vừa nhảy dây, vừa tìm kiếm 5 sản phẩm có màu đỏ trong phạm vi từ phòng khách cho đến bếp. Nhảy 5 cái đúng không ạ? Nhảy 5 cái. 1, 2, 3, vô. Rồi, xong okay, rồi. Ok, chuẩn rồi. Tìm liền. Thời gian chỉ có 2 phút thôi. Màu đỏ. Trời, bướng này ra sập nhà đó. Ai biết kêu màu đỏ, thấy cái gì màu đỏ bị hốt quá. Cột móng. Trời ơi. Cắm bông mà cắm cũng giả nữa chứ trời. Đó. Mệt quá đi. Hey, cái này đỏ gì vậy? Bông này bông màu đỏ. Đỏ đồ. Đây. Cái nón này em tháo ra. Thông minh. Rồi. Còn món nữa. Cái ghế này lại ha. Cái ghế này lại ha. Không có chơi vậy nha. Mẹ Bảo, hết giờ. Rồi.
Dễ thương, chúc mừng Bảo. Rồi, em dùng thịt bò đi cưng. Anh Bảo ơi. Thôi, anh nghe đây, em nói mà kêu lại vụ gì không, nữa. Em phải kêu. Sao, vụ gì? Bây giờ em đang còn wasabi á, thì bây giờ anh làm một cái thử thách là thò tay vào một chiếc thùng bí mật để tìm và lấy ra 10 viên bi màu xanh lá. Phải. Đáng đi. Đó, màu xanh, màu xanh. Xanh dương hay xanh lá? Xanh lá, xanh lá. Trời, mới thả xanh lá xuống rồi. Rồi, giờ lựa xanh nè. Mấy viên? 10 viên, 10 viên. Được 6 viên rồi. Ráng cưng, ráng cưng. Họ cho này dễ mà. Trời ơi. Rồi, chúc mừng Bảo 10 viên. Rồi, em sử dụng tiếp đi cưng. Ê, hết thử thách rồi. Thôi anh Bảo ơi. Bây giờ em đang muốn tìm nguyên liệu bắp chuông á, anh hãy giúp em hát giả 5 giọng nghệ sĩ bất kỳ bằng một bài hát yêu thích của chính mình. Bài KT của anh Lam Trường. Rồi đó, phải 5 giọng nha. Dạ, giọng đầu tiên chắc chắn là của anh Lam Trường rồi ạ. Giọng Chiều Vân. Chiều nắng đường vắng, em với chúng tôi mình người. Chưa xuống diễn tả nha, phải có G, vắng có G chứ không vắng vắng được. Chiều nắng đường vắng, em với chúng tôi mình người. Người xuyên trình với ơi, bao nhiêu điều muốn nói. Đó, được rồi, được rồi. Đó, 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 mọi người, tiếp luôn, vẫn bài đó. Em hát bài khác được không? Được luôn, chấp nhận. Bài của anh Khánh Phương, chiếc khăn gió ấm. Giọng gửi chào em đêm lung linh và tình song đời bia lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió em. Được, hợp lý, hợp lý. Còn sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ này hai ta phải khổ đau. Từng lời nói, từng khúc hát còn vắng mãi. Hay quá trời ơi, hát mà anh Duy Mạnh mà quíu quíu người đúng luôn đúng không? Bây giờ còn ai nè? Chú Tuấn Ngọc. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Quá dữ quá vậy. Nhẹ vương theo gió hát câu mong chờ em về chốn xưa. À, người cuối cùng, người cuối cùng. À, Mr. Đàm. Hey, hey. Bác thương con. Hey. Thì con giống mẹ, mẹ thương con. Thì con giống ba, ba nhạt nhau. Ông thương đi nhau rất là nhớ nhau là cười luôn. Ừ, dạ. Cho đi về được không? À, đủ rồi. Cho đủ đi rồi. Về được không? Chứ sau hôm nay thì cũng bắt được. Ủa, xong thử thách rồi, về giờ anh ăn mình đó. Không rồi hả? Bây giờ muốn lấy lại sức đúng không? Dạ. Ra ngoài đi. Mấy đứa nấu ăn cho ngon nha. Cực kỳ hấp dẫn. Đó, đền bù xứng đáng cho những cố gắng mà Trương Quốc Bảo đã vượt qua biết bao nhiêu là thử thách đúng không nè? Đúng là không bỏ công anh nhỉ. Một bên là bò đúc lắc, một bên là tôm sốt Thái. Sốt Thái. Ồ, theo Hoàng thì là Bảo nên thưởng thức món bò trước. Đúng. Bây giờ Bảo sẽ thử cái món bò lúc lắc của Quyên. Đó, Ngọc Quyên đã sắc rất là khéo ha, thịt bò viên nào viên nấy nó rất là đều đặn với nhau. Cái màu bò cũng đẹp ghê luôn á. Mời cả nhà. Dạ. Với món ăn này thì không biết là Ngọc Quyên muốn dành tặng lời chúc nào dành cho anh Trương Quốc Bảo nè. Dạ em chúc anh ăn ngon miệng. Đó, anh ăn thấy ngon rồi đó. Cảm ơn em. Cái nước sốt rất là đậm đà nha. Ngon quá, độ ngọt với độ mặn vừa phải tại vì cái sự ngọt của thịt bò ra nữa. Thịt bò mềm nha, không bị quá dai. Yeah. Nhưng mà có cái là những cái rau củ quả, ớt chuông với là hành tây mình làm nó hơi bị nhừ chút xíu. À mềm quá. Đúng rồi. Đối với Bảo thì phải còn tươi tươi, mình phải xào giòn 50-50 với cái này là đẹp. Cái quan trọng nhất là gia vị làm rất là ngon, rất là đậm đà, thấm cho miếng thịt bò luôn. Và chúc mừng em một món ăn thành công á. Rồi, rồi, xin mời Bảo dùng nước. À, để mình tráng miệng. Đây, cái món này là cũng nhức nhối lắm nè. Ý da, cái chén nước sốt Thái nè mọi người. Ủa, em ăn cay được không? Em ăn rất cay nha. Đó, bởi vậy là có để thêm
Linh rất là tâm lý ha. Tôm được cái là Linh rất là cẩn thận, tại vì không có muốn em ăn sống mà sống 100% á. Nên tái là đó. Em đã làm tái qua em. Dạ làm đúng như rồi ạ. Dạ là em bỏ nước chanh vô, em nhúng qua nước chanh và wasabi cho nó tái lại. Dạ là ngâm trước. Ê. Ngon nha. Đó. Con tôm lột cũng đẹp nữa. Wow. Đậm quá nha, mặn quá. Trời ơi cái mùi nước sốt. Trời ơi nó chua chua, nó nồng nồng, cay cay. Tê chưa? Với món này thì em muốn chúc anh Bảo điều gì? Dạ em muốn chúc anh Bảo cảm thấy ngon á thì ngon, ngon á thì ngon. Ừ thì ngon chứ lẽ ngon không ngon mà ngon là phải ngon thì nó đang ngon, ngon đó em. Ừ. Em chúc cái hết muốn ngon luôn à. Trời ăn mà quạo vậy. Anh giỡn á. Cái món này nha, quan trọng là chỉ là nước sốt thôi. Tại vì tôm là thứ nhất là mình phải lựa tôm tươi là tốt rồi. Tôm bạn lựa thứ nhất là rất là tươi. Bên cạnh đó đây là cái xuất sắc nhất. Nước sốt. Cái vị cay nó sao nè? Nó cay cay, nó rất là thơm của mùi ngò gai nè. Rồi nó có tỏi, nó có ớt. Nó rất là Thái Lan đó. Nó rất là ngon nha. Và không quá mặn, không quá ngọt hay là quá chua. Mọi thứ nó rất là hòa quyện với nhau. Và cộng thêm với cái tôm sống và tôm tươi nữa. Ngon giòn giòn, ngọt ngọt. Bá cháy lá cho phải xin Bảo thử miếng quá. Thật là không ngờ khi hai chị em ngày hôm nay cùng tham gia chương trình. Bên cạnh đó với đôi tay rất là mềm mại nhưng mà lại rất là khéo léo để có thể chế biến ra hai món ăn tuyệt phẩm ngày hôm nay. Nào Bảo ơi chọn đi em, cần nào đó? Một trong hai anh hả? Món nào chiến thắng ngày hôm nay, tôm sốt Thái hay là bò lúc lắc? Bảo xin chấm cho cái món bò lúc lắc này 8 điểm. 8 điểm. Còn cái món tôm sốt Thái này, hơn xíu 9 điểm nha. Cảm ơn các bạn. Dạ, em cảm ơn như vậy là biểu việc là Ngọc Linh đã chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng em Ngọc Linh nha. Dạ. Ngọc Linh cũng tự hào về em gái mình ha. Và món ăn bò lúc lắc cũng rất xuất sắc mà. Dạ. Nào chúng ta nhận thưởng thôi. Vui quá, phần thưởng 5 triệu đồng đã thuộc về người em, đó chính là Ngọc Linh. Nhưng mà thuộc về ai thì cũng về cùng một nhà mà anh. Bảo ơi, tặng cho Linh đi. Rồi, bây giờ thì Quốc Bảo xin được chúc mừng Ngọc Linh. Món ăn ngày hôm nay tôm sốt Thái rất là ngon. Và chúc em sẽ có thật là nhiều sức khỏe nè. Và sẽ đạt được những thành công mà mình mong muốn nha. Cảm ơn em rất nhiều, chúc mừng. Em cảm ơn anh rất nhiều. Không biết phần thưởng này Ngọc Linh muốn xử lý sao, giải quyết sao với đúng chị rồi, mình. Về nhà chị em tính nhau sao nè. Dạ, em 5 năm luôn ạ. Dễ thương. Và ngày hôm nay cũng cảm ơn anh Hoàng, rất cảm ơn anh đã cho em trải nghiệm rất là nhiều cung bậc cảm xúc trong cái chương trình ngày hôm nay. Muốn ăn được một cái món ăn ngon mà dễ thương mà được thỏa mãn cái sự đam mê ăn uống của mình á, phải trải qua rất nhiều chông gai quý vị nhé. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã mời ba đến khẩu vị ngôi sao ạ. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn tình cảm rất đặc biệt sâu đậm mà mặn là mặn của em á. Nha. Em thấy em gái mình bữa nay xuất sắc không? Dạ, em rất là hãnh diện em gái em ạ. Vậy bữa nay em gái thắng mình có hơi buồn gì không? Dạ, không ạ. Không buồn đúng không? Tại dạ. Vì bữa nay quá nhiều niềm vui mà. Đúng rồi. Đặc biệt là gặp anh Trương Quốc Bảo. Cảm ơn món ăn của em rất nhiều. Bảo ơi, bắt tay bạn cái đi. Cảm ơn em rất là nhiều và cũng chúc em ngày càng xinh đẹp. Và bên cạnh đó là mình tự tin hơn trong cuộc sống nè. Mình thể hiện được những cái cá tính của mình cũng như là mình sẽ thành công trong những công việc sắp tới của mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em. Nó bị dính cái nước rửa chén hồi nãy đó. Nắm tao quy thì chặt ơi chặt, nắm người đẹp thì nâng niu như là dạ. Được lắm. Cảm ơn Trương Quốc Bảo. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.